Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay xin mời mọi người cùng đi trải nghiệm ở sông. Bên bờ sông này thì có rất nhiều các cái viên đá cuội rất là đẹp luôn. Ta sẽ đi tìm những cái viên đá nó có hình thù đẹp về ta chơi. Đá xanh ở đây thì rất là nhiều rồi. Rất là nhẵn do cái sự bào mòn trong quá trình dịch chuyển giữa các hòn đá, khi mà nước lên nó lăn, đá nó cọ vào nhau nên nó tạo thành hình thù nhẵn đẹp. Mình sẽ chọn mấy viên về chơi. Phong cảnh ở đây thì rất là đẹp luôn mọi người nhé. View sông núi. Cái thác này là gọi là thác Sa Lắng. Đây là cái bản Sa Lắng. Vì ngày xưa nước chảy nhiều thì dòng thác này rất là hung dữ. Và hầu như người ta xuôi bè đi bè qua đây là hay bị mắc cạn với lại hút vào các cái tảng đá. Nhưng bây giờ thì cái chỗ này thì nước lên xuống hàng ngày do lòng hồ thủy điện tích nước hoặc là xả nước. Buổi sáng thì nước cạn, đến đầu giờ chiều khoảng hơn 2 giờ thì nước nó lại dâng lên rất là nhanh, trong khoảng 15-20 phút là có thể lên đến gần mét. Đấy thì đi tìm ở đây có các cái, đây được mấy cục đá này, mấy cục đá đẹp này. Đây, thấy đây có một cục nữa, một viên đá. Anh em thích chơi đá cảnh nhỉ? Đây, đây một viên nữa. Này đẹp chưa? Nhìn giống cái xe. Nhìn chỗ này thì giống cái xuồng máy, giống cái cano đang đi theo dọc sông lên đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, được mấy viên rồi. Đấy, cứ rảnh là đi chơi giải trí, nhặt đá này về chơi. Này là viên đá màu. Đá màu thì nó dễ bị bào mòn đâu. Lấy cái này viết vẽ được mà. Ngày xưa lấy để vẽ thay cho phấn màu đây. Ngày xưa là bút phấn các thứ là nó hạn chế, không có mà dùng, cho nên là nhiều khi là viết vẽ nghịch chơi là phải đi nhặt các viên đá màu này. Rồi viên đá màu này sẽ bỏ lại thì cầm nó sẽ phai chùi cái màu dính vào tay. Nhặt mấy viên này, mấy viên đá này cho nó sạch. Cứ đi quanh quanh đây là sẽ nhặt được nhiều đá đẹp. Nếu mà đây mà gần cái nơi mà chế tác đá, các cái đá tiểu cảnh với lại là các cái đĩa đá, bát đá này, đi nhặt cái đá cuội này về tha hồ mà làm. Tôi chưa sắm được các cái đồ để làm cái đá nên là chưa nhặt về mấy, mới nhặt ít thôi. Nhặt các cái viên có hình thù đẹp sạch về chơi.
cái viên này cũng đẹp này. Ngày nhỏ là cứ hay đi nhặt các cái viên đá cuội kiểu này, nhưng mà nó tròn xoe, tròn như chữ O tròn đấy. Như là lấy về để làm cái trận muối dưa cà, muối dưa hành, dưa cà, muối rau cải, gọi là muối dưa đấy. Trận cái đá này thì sạch cực kỳ luôn, nó nén được dưa cà. Chơi cái này hay phết, bộ môn đá cuội này chơi cũng hay. Trước tôi có một cái viên đá cuội nhưng mà nó màu trắng sáng, nó pha lẫn các cái vân xanh và nhìn đẹp lắm. Nhưng mà để ở nhà không biết là ai đến chơi thấy đẹp thì lấy trộm mất. Rồi, xin chào mọi người nhé. Tôi sẽ đi tìm vì bắt đầu nặng tay rồi. Không cầm được điện thoại nữa, phải cầm hai tay để mà cầm đá rồi. Cho nên là hẹn gặp lại mọi người các video sau nhá. Nếu có các cái viên đá nào đẹp thì tôi sẽ quay clip ngắn cho mọi người xem. Rồi, xin chào mọi người. Chúc mọi người đón năm mới 2024 vui vẻ nha. Xin chào.